khẩu new game này, new game luôn trận đầu. Tôi nghĩ là chơi độ khó cao nhất đi để cho nó thử thách. Nó nhận tay Xbox. Ok nhá. Ô sao lại có cái nút bấm gì ở đây? À. Vừa mới vào chơi lần đầu, chơi luôn độ khó cao nhất. Ôi, nó cho mình 4 xeng. Ok, có mấy thằng bé này. Bọn này đến bao giờ thì nó hết? Ui, cái điều khiển khó quá. Ok, nó cứ hiện ra mới lại. Cái này chơi ra được. Giết hết trong 10 giây mới được á. Ôi, vừa vào cái thua luôn. Vừa vào cái thua luôn. Sai chế độ rồi à? Ơ thế à? Đây, new game này. Đây, thế thì chắc là chỉ hát này thôi đúng không? Cái này thôi đúng không? Em chơi dễ còn thấy khó. Ok, thế thì mình bắt đầu từ cái normal này cho quen nhá. Bắt đầu từ cái normal nhá. Vừa vào cái nó đấm vào túi bụi rồi. Ok. Con này nó có cho di chuyển bằng chuột không nhở? Ok, bầu lên mình vẫn phải chạy vào đây các bạn ạ. Để nhặt cái dương này này, ok này. Từ. Mình biến thành một dạng màu xanh các bạn ạ. Ôi trời ơi, thật có bom đây. Có, mình nhặt được mấy cái đấy là mình có thể ăn được vào người. Thôi mất sự quả bom rồi, mất sự quả bom rồi. Okay. Mấy thằng bé đánh rắm đúng không? Đánh rắm này. Cái từ đánh rắm chắc là không sao đâu. Mày. Ok, quen dần đã, làm quen dần đã. Trò này nếu như mà điều khiển được bằng tay cầm mà chuẩn ấy, thì nó dễ hơn. Chơi bằng bàn phím này nó khó quá. Mình vừa phải điều khiển cái hướng di chuyển và vừa điều khiển cái thằng nhân vật này nó bắn. Khoai vãi là nó chứ nó không phải bắn theo cái mắt của mình nhìn. Ok nhá, xong nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để mà lấy đồng xu này đúng không? Ui. Không được, thôi đi qua. Phòng bên này là một phòng đen này, đi vào phòng này trước nào. Thôi xong rồi, vừa mất quả bom rồi. À ok. Nhặt được 3 đồng xu. Phí chưa. Khéo luôn. Tải ở đâu á? Anh cũng quên rồi. Thầy nó bảo ghi đây là DLC luôn mà. Vào cổng vàng trước à? Ok, cổng vàng trước đúng không? Khó quá. Bản này nó bảo là bản DLC cao nhất rồi mà. Ok, part time. Ồ, part time này là cái gì vậy ta? Part time này là cái gì? Ê, đây có phải là cái xô nước đái không? Cái xô này có phải là xô nước đái không? Màu vàng đây này, nhờ. Ok, ui, mấy con này thì tôi nhậu phút mốt. Nầu đàm luôn đi chứ. Nầu đàm luôn, ui, này hơi khéo luôn. Ok. Mặc dù mà mình mới chơi lần đầu thôi, nhưng mà trình độ của mình là kiểu dạng danh sách đấu rồi đấy. Nè, làm sao mà sơ với người tôi. Quen tay rồi đấy. Bắt đầu hủy diệt con này được rồi đấy. Ok. Ây à. Ôm cái xô nước đái để làm gì đấy? Ơ à? À, máu của bọn này. Máu của bọn này mình chạy vào là mình ăn đòn ạ.
Chơi lại. Game khó thế nhở? Spider Boot. À, mình vừa dùng cái chiêu gì vậy ta? Ấn cách là sử dụng. Ok lại này. Ui, hai thằng này khóc ra máu ấy. Ok. Sao cái đạn của tôi nó bắn nó ngắn cũn này. Ok, nhặt cái chìa khóa này. Ok này. Bắn hết. Mấy cục phân này là cũng phải bắn hết này. Ok, đặt một quả bom này xong rồi chạy ra đúng không? Cứ cày rồi mở thêm nhân vật à. Bắn một con chưa qua được. Bone of Steel. Không hiểu tác dụng cho lắm nhưng mà mình vừa dùng rồi. Thấy bảo game này nó đâu đấy hơn 100 item khác nhau. Ôi hết bom rồi. Đi sắt. Cây animatronic là cái gì? Ok, giờ vào đây đúng không? Uầy. Có vậy là mình phải vỉa các bạn ạ. Mình phải vỉa. Chúng ta chỉ có 5 máu thôi. Vừa vào là mình chỉ có 3 máu. Chỉ có đúng 3 máu. Ok, xong này. Quả bom này, ok, nhặt được một quả bom này. À, ôi dồi ôi, quên mất. À, nhện là đệ của mình. Nhện là đệ của mình. Ui, tôi thả ra một đống nhện này. Mạnh vãi luôn. Tí ao ra check yêu cầu mở nhân vật nhé. Ăn xu qua kia mua đồ hay sao ấy à, thế à. Ui, thế chứng tỏ là mình đang có một cái chiêu cực kỳ mạnh đấy nhờ. Ui, rồi. Xong game rồi. Ui, cái chiêu này dùng được liên tục luôn mà. Đấy, ở đây có một quả bom này. Đặt quả bom cái xong té này đúng không? Ok. Ủa? Mình vừa thấy quả bom đây mà. Ôi còn một xu không mua được gì rồi. Thôi được rồi. Mình đi vào đánh boss luôn. Đi vào đánh boss luôn. Đừng vào boss vội á. Máu có ăn được đâu. Mình đầy máu rồi. Team không ăn được. Mình có 3 cái team đỏ với cả 2 cái team xám xám ấy. Tầm này là vào boss thôi thì phải. Hết đồ rồi. Ok, dắt theo cái đàn nhện này thì vô địch rồi. Ok, đệ mình ấy. Nào vào đây. Củ khoai tây à. À ok. Vào đây, nhậu vào đây các em. Cắn nó đi. Ui trời ơi, game dễ. Tôi dùng cái chiêu này mãi mãi. Cái gì đây? Magic Scat, HP và Luck tăng. Ok. Ui, có cái chiêu này no damage rồi. Nó lạnh các bạn ạ, nó lạnh. Quên mất bây giờ. Hút hít là vậy. Ê, má nó dàn cái ếch gâu các bạn ạ. Má nó dàn cái ếch gâu. Vào đây, nhậu nó đi các bé nhện đây. Được luôn. Ok, mình sẽ đi tất cả. Úi xồi ôi. Được rồi, tôi biết mình cần phải làm gì đây rồi. Khéo chưa. Vào đây bắt buộc là mình sẽ phải chịu sát thương này. Ok, vào xem để lấy được cái gì. Ơ, sao không vào được nhở? À, vẫn còn 2 con quái. Chúng mày. Ê à. Ok. Chịu mất máu để vào đây lấy đồ này. Ok này.
con bẫy nó ra đây. Từ từ, mình đặt cái quả bom vào đây thì là vô ích. Cái quả bom này nó nổ mất. Rồi được rồi. Ôi, sao bọn này đâu ra đấy? Tao gọi thêm nhện, tao gọi thêm nhện. Xong. Ồ, có một cái kính dương các bạn ơi. Từ từ. Bác lăn. Bác lăn. Để làm gì với ta? À, cái chìa khóa để mở những cánh cửa màu vàng này. Blue Shot E. Bây giờ tôi có thêm một cái gì đấy bay theo này. Dùng skill đi anh, vừa đây, dùng đây. Gọi ra mấy con nhện đây. Ok, hiểu rồi. Úi xồi ôi, cái chiêu nhện này mạnh vãi luôn đấy. Ôi, cái này nó đỡ sát thương cho mình luôn này. Chạy. Ôi, may, phản nhanh. Cái gì đây? Được một đồng xu khi mà mình dẫm vào cái này. Ôi. Từ từ nhá. Tự nhiên nó có hiển thị cái hình quả bom, tôi cũng không rõ nó là cái gì. À, cái thằng bé bay quanh mình ấy, nếu như mà gần mục tiêu nào là nó sẽ tự động bắn. Ngon đấy. Ôi từ từ, đây là chùm. Ok, mình đi ra đã. Mình phải đi khám phá hết map đã đúng không? Có đá ẩn ở đâu đâu? Đá ẩn là gì? Đấy. Dùng. Ui trời. Đang định vào trong bot mới dùng chứ. Dùng đây có được cái gì đâu? Dấu X. À đây. À, những viên đá có dấu X này là ra đồ ngon đúng không? Ôi. Nó trúng lỗ đấy nhỉ. Bom này, ok, nhặt được quả bom này. Bên này có bom này. Mình đi nhặt hết đã. Ngon. Rồi ok. Rồi đi sang đây nhá. Ok, phòng này không có gì này. À, nó thông nhau. Phòng này xong rồi này. Làm sao mình biết phòng nào mình chưa đi nhở? Có mod mới dùng nhện nó là cái gì? Đây là bản mod à? Có quái. Cứ nói tiếng Anh cơ. Ok, vào đây này. Mình mua được cái 5 xu này rồi nhưng mà hình như mình mua được rồi, bởi mình để vào. Có gì anh em cho tôi xin một follow nhá, để tôi tắt cái kia đi đã. Nổ bom ra lại tiền á. Ui rồi ôi, thế thì mất một quả bom mà. Cho vào đi không sao, để dành đúng không? Đặt bom vào là phá máy được. Thế thôi, mình để dành đã. Trò này tên gì tôi cũng quên rồi. Hỏi mấy anh em đang xem live thôi. Tại vì là tên game tiếng Anh tôi không biết viết. Rồi bây giờ mình đi đánh boss đúng không? Làm sao mình ăn được cái quả bom này? Làm thế nào để mình ăn được cái quả bom này hả các bạn? Hay là nó có hàm ý gì? Đặt bom nó nổ gì nữa? Đặt một quả bom để ăn một quả bom mà. Ừ, nó trợ nổ thôi à? Ờ, thế thôi. Trong đấy làm gì có gì đúng không? Trong đấy không có gì, ok. Đi vào đánh con chùm tiếp theo đi. Ôi, hết nhện rồi. Ok. Rắn săn mồi. Ôi, cảm ơn núi nhá. Ok,
khéo đi, nói gì thì nói mình. À! Một con. Ui, nó đẻ ra mấy con giòi các bạn này. Game bẩn thế. Ai à, ai à, ai à. Game này bẩn, 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 dã man ạ. Ôi giời ơi, mình dẫm vào phân rồi. Dẫm vào shit rồi. Ai à. Ok, xong, 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 xong. Monster Tut. À, răng. Răng quái vật. Tia cộng sút. À, ô. Oh. Ok. Bây giờ có hai cái đồ ở đây thì mình nên lấy cái nào? Mình nên lấy cái nào? Game này mình thuốc các bạn ạ. Mình thuốc. Bắt đầu đầu mình nó bị choáng các bạn ạ. Đừng lấy anh á. Không lấy á. Đổi cái đầu. Hiến máu đấy. Thì hiến xong rồi tí nữa mình mua lại. Bên phải à. Hewlett baby. Ô oh, bây giờ là thêm một cái răng sâu. Mình đi đến đâu là máu giải đến đấy. Và bọn quái dẫm vào là bọn quái sẽ mất máu đúng không. Hay lấy luôn cả cái này đi. Đồ quality 1. Nhưng mà cái này có vẻ ngon này nhờ. Mình đi đến đâu là đây nó giải máu ấy. Đấy, thấy không? Thấy không? Đây, máu đây, máu đây, máu đây, ok. Con này cơ chế điều khiển của nó khó quá. Đồ 1 thêm mạng. Thấy, thế mà không lấy nhờ. Ôi, có những bạn nhỏ nhìn thấy thằng bé xong rồi chỉ vào nó xong cười. Tao gọi nhện, tao gọi nhện. Nhện đâu? Ô lạ vậy ta, nhện đâu? Sao giờ không để ra nhện nữa nhở? Ok, được chưa? Lại đầy máu chưa? Lại đầy máu chưa? Bị chỉ à? Sâu răng, sâu răng. Đi đến đâu là máu mồm chảy đến đấy. Khéo chưa, không mất máu nào, lại còn thêm máu này. Từ từ nhá. Ok, nhặt đồng tiền. Ơ, làm sao nhặt được 3 đồng tiền này? Nổ đá. À, ta xong cái đá nó tạo thành đường đi à? À, ok. Máu mình đang đầy thì thôi, cái cục máu kia mình không cần nữa đúng không? Rồi, ok, hiểu rồi. Có bay được đâu. Nhét. Ui, chỗ này mình chưa hủy diệt đấy. Mày. Xít lớn, xít bé. Xít mẹ, xít con. Mày ra đây. Mày này. Cái chiêu giải máu này là hơi bị kinh đấy. Ok, mình đi sang bên tay trái trước nhá. Ở trên kia vẫn còn máu, không phải lo. Nhện này. Ê, cái con nhện này nó xuất phát từ đâu đấy? Vô setting bật Ultra H à? Đây. Mấy con quái thì mới ra nhện hay sao ấy? Hay là xác quái? Được chưa? Ồ, bật được cả thời gian này các bạn này. Scott. Ui, cái Scott nó sẽ giảm dần. Nếu như mà mình qua map sớm thì cái điểm số của mình nó mới cao đúng không? Có quả bom ở đây các bạn ạ. Đây rồi, bom đây rồi. Mất máu nhiều chóng hết cả mặt. Ôi, toàn là giỏi với giỏi ạ. Game bẩn thật sự luôn đấy.
Ngày xưa mình chơi một cái con game nhìn nó giống giống như này. Thấy chưa? Mọi người thấy thấy cái máu chưa? Cái bọn sâu này, cái bọn giòi này nó bò vào là nó cũng bị mất máu. Ui, nhiều máu quá, nhiều máu quá. Mất máu đâu mà cho nhiều máu thế nhở? Đây, đây vào đây đi. Có dùng được cái túi nào đâu? Ấn quy rồi không được. Phải là đồ ở bên tay phải thì mình ấn quy mình mới dùng được hay sao ấy. Một con nhện này. Ui nhện mẹ, nhện mẹ. Ui, tôi biến thành người nhện rồi. Tôi biến thành người nhện rồi. Thế cái áo ở đây để làm gì nhở? Để xem cái áo ở đây để làm gì. Cái áo để làm gì vậy ta? Cái này ngon đó à? Ích lợi là gì? Lại còn mất cả người yêu. Ây à! Ây à! Tao đầy máu ở ngoài kia, tao chả sợ. Ui, bọn này tấn công mất dậy thế. Ok, nhặt được cái chìa khóa này. Đi về ăn máu luôn. Spec á. Đấy, spec là dùng con nhện này. Ui, mình lại đầy máu rồi. Ok, đi lên đây xem nào. Khéo chưa. Máu tiếp này. Mọi người bảo là có những cái viên đá mà có hình dấu X thì có nghĩa là nó có đồ ở bên trong đúng không? Giống kiểu giết quái spoil ra nhện. X hay V à? X này, V này không được. XV không tác dụng. Ây à. Ồ, thêm một máu tối đa. Tôi vừa thêm được một máu tối đa này. Mày. À, con này mình phải dừng bắn. Ok. Úi dồi ôi, may tôi khéo. Chẳng lẽ lại dùng một quả bom để mà vào lấy một đồng tiền. Nghe nó có vẻ là trao đổi không được ok lắm nhở. Úi. Lao kinh vậy. Trong này chả có mẹ gì cả. Ok, Nhặt máu luôn. Ui được có nửa. Hai quả bom. Lãi rồi. Ở đây có chùm này, mình bỏ qua này. Có chùm thì mình bỏ qua nhá. Ok. Ai à, đây là shop. Bây giờ mình có 8 đồng tiền rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ở đây ra là mình có 12 đồng. Có mua quả này không các bạn ơi? Cái này mới có 5 đồng thôi đây này. Cái này có nên mua không? Đừng mua pin. Shop khi nào trên 15 đồng hãy mở à? Ok thế thôi nhá. Đi luôn này. Ok thế thôi, không mình không mua này. Đi về nhặt máu các bạn ơi, ok. Có một cái căn phòng có cái nhẫn màu đỏ kìa. Mình vào thử đi. Đi qua đây bắt buộc mất máu. Ô oh! Ok, quay về kia nhặt nốt hai cục máu kia là mình đầy máu đúng không? Hợp lý đúng không? Xốp có đá có dấu ích à? Tí làm quả bom vào đấy. Đây được rồi, đây. Anh bom tường ở trên đi. Ơ, à, cái kia mất rồi. Cái áo vừa xong tự nhiên mất rồi đấy. Không hiểu nó là cái gì. Máu trắng hình như qua màn cộng một máu tối đa thì phải à? Không phải đây. Cái shop ở đâu nhở, Đây.
Ui dồi ôi, tôi thiếu gì máu đâu, tôi thiếu gì máu đâu. Bên trái à? Đâu, tường nào? Anh vừa đi qua tường ẩn kìa. Chỗ nào, đây nha. Bản anh tải là Aferbus cộng thì game mới vui á. Anh không biết bản nào cả, thấy mỗi bản này thôi. Quay lại, ok, quay lại này. Đây. Nữa không, quay lại nữa không? Phòng lúc anh hỏi đấy. Phòng này á? Anh kêu anh Dũng sửa stream đi. Mọi người không có nick của anh Dũng à? Trên. À, phòng này gì? Phòng này hả? Có vết nứt đâu, Đây á, chỗ này á? Nứt tường đây á? Phòng lúc anh hỏi đấy là phòng nào nhỉ? Bên trái, ok, trái này. Đây. Trái nữa không? Dưới. Từ. Đứng đây đây. Đây, đặt bom đây à? Có phải đây không? Ô, sao mọi người nhìn ra vậy? Tôi có thấy cái gì đâu. Ô, được một đồng xu. Ở đây có hai thùng TNT này. Mình đẩy vào người thằng này đi. Xong mình đặt đi. Thằng này nó ngồi đây trông buồn quá các bạn ạ. Đây, để tôi đặt. Ô, hai đồng nữa, tôi có 17 đồng rồi. Ôi, mọi người nhìn kiểu gì mà ra được vậy? Giỏi vậy ta? Tôi chả nhìn thấy cái điểm khác biệt gì luôn đấy. Ôi, mình đi vào đánh chùm nhá. Dằm ba con chùm này. Isaac và pha len à. Máy này. Ui dồi ôi, cái đạn này là bao giờ mới trúng được tôi. Cũng khéo đấy. À, biến thành hai con. Ai à? Ui. Này khéo chưa? Ôi trời ơi. Ui. Thế thì né làm sao được? Lại. Trò này khó thế. Rồi lại nhá. Ôi thế, mất hết xèng luôn à? Dập lửa đi các bạn ơi, dập lửa đi đã này. Ồ, dập lửa mình được tiền đấy. Về main menu làm gì? Đây, mod đây. Mod có cái gì đâu? Ờ, xèng thì mình có, mình đút hết vào máy ở cửa hàng nhờ. Chọn nhân vật khác á. Chọn làm sao được? Con này đã mở đâu? Unlock khi nào mà mình có 7 trái tim thì nó mới unlock con này. Thằng căn này. Unlock by holding nắp SS cộng Penny. Judas Eve. Beating 2 level without talking dam. À, no dam. No dam 2 bàn đúng không? Ui, nhiều quá. Ulit các kiểu rồi. Thôi, mình cứ bắt đầu từ thằng đầu tiên đi. Random nó cũng chả ra được cái gì đâu, bởi vì là mấy con game mình chưa mở mà. Normal thôi mà khó thế. Rồi, vào đây luôn đi.
Một cái chứng minh thư à? Ô Pac-Man à? À bác sĩ. Nhưng mà không biết ra đây nó lại không thấy nữa rồi. Xài một lần nữa. Trời ơi, không biết ấn xài thử thì ai ngờ. Ê khéo được rồi, từ. Rồi ôi, lại còn dẫm vào lửa có mất máu nữa. Sao máu nhiều mà máu nhiều. Đây tường này có khác gì này đúng không? Đó, cắn nhầm thuốc giỏm rồi. Đây, tường này có cái dấu gạch này, đặt bom không? Không à, không phải tường này à? Ai à, thế đấy chứ. Con này nó mà cho mình chỉnh chuột là cái hướng bắn đấy thì ngon. Ok, bây giờ tôi mới biết ở trong mấy cục xít là cũng có tiền đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chịu khó đi nhặt xít đi. Nhặt xít nhiều vớ vẩn chúng ta sẽ nhặt được tiền. Ok, ở đâu có xít thì tôi sẽ đến đấy tôi bốc. Không thấy cam che rồi, cam có che cái gì đâu. Phòng ẩn thường nằm ở giữa ba phòng. Ai già, lại còn có quy luật cả. Thôi được rồi, mình nhét cái xẻng vào đây đi. Ê, cái thằng ở đây mất đầu rồi này. Tởm vậy. Che bức tường à? Để bên này đi vậy nhá. Mà để đâu thì cũng che. Để đâu cũng che hết đấy. Okay. Điều khiển còn chưa ăn ai đã đòi nâu đam. Tắt cam luôn à? Ok nhá. Thế để tắt cam cho mọi người nhìn cho nó dễ nhá. Không nhầm rồi. Đây được chưa? Như đây là mọi người nhìn rõ luôn đúng không? Ok. Nhặt cái khóa này. Bên kia có cái phòng đồng xu. À, phòng đồng xu là xốp nhờ. Ok, bây giờ mình muốn ăn cái này là mình sẽ phải đặt quả bom đúng không? Đặt quả bom. Hình như bây giờ muốn ăn ba đồng này là phải đặt. Từ từ. Bên này like mà không bật cam có làm sao không? Đã ẩn đúng không? Đặt quả bom đây nhá. Ôi hai cái giáp. Ê, một quả được luôn này. Ok, hết rồi đúng không? Đi tiếp đúng không? Tắt cam nhờ người chơi hộ. Ok, biết chơi được khác lắm. Ôi nó ném qua đầu mình. Ở đây có rất là nhiều phiến đá này, mình có nên nhặt cái phiến nào không? À tắt như này là mình thoải mái, mình hút tốt rồi. Ôi bọn này mẹ cơn mưa tình yêu à? Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô. Cơn mưa tình yêu với tao. Ôi thằng này còn xanh lét này. Ok xong. Đây nứt đây, tường nứt đây. Tường nứt đây đúng không? Speedrun đi chơi lần đầu đã speedrun. Chơi lần đầu đã speedrun rồi. Không phải à? Ở đây có nửa cục máu này, trên này là boss rồi thôi mình. Ê, tôi nhặt được quả lắc up này. À, cộng 1 điểm lắc.
mình có nên dùng không? Đặt quả bom đây nhá, mình làm quả bom đây với vẩn. Không à, không cần à? Không cần, ok, thế đi luôn nhá, để mình để dành lựu đạn nhá. À, để... Ôi dồi ôi, người bảo dùng người không thế. Phí à, ok, phí thôi, bỏ nhá, bỏ nhá. Monster cho. Ôi, cái chiêu này tôi né, tôi né ngon. Tôi sẽ bắn hai thằng con của nó trước. Ôi, mày nhảy thế này thì bao giờ trúng được tao. Ê à! Bắn hai cái thằng kia nó bay ra mũi, xong rồi mũi nó bắn mình. Nè. Có khi mình không cần phải bắn hai thằng ôn con kia đâu. Mình bắn thằng béo này thôi. Ôi tự nổ kìa. Ui, khéo chưa? Rồi xong rồi, xong game đấy. Biết chơi. Làm sao mà trúng được tôi? Ha ha. À, chiêu khác. Ui, tôi này khéo thế. Ui, đỉnh. Ôi đỉnh. Mình mất có đúng một máu là bởi cái thằng đệ của nó nhá. Lại nhờ người đánh. Bật cam lên mọi người, lại bảo che mất cái gì đây, lại bật lại vậy. Đây bật lại đây, to như này được chưa? Nhìn này rõ chưa? Bây giờ lấy cái gì đây các bạn ơi? Nhặt mình nhặt cái gì đây? Ô, oh, được một cái ship hồng. Ok, thôi cứ để nó bên này nhá. Cứ để nó bên này đi. Rồi, ok này, nhặt này. Đây là cái sinip. Why? Sinip có mùi mắm tôm. Bây giờ là ruồi bâu rồi. Có nghe, cái sinip này rất là khắm các bạn ạ. Ngon đấy. đầy ruồi bay xung quanh luôn. Mà mấy con ruồi này khả năng bảo vệ mình. Mình đi vào đây xem có đồ gì không nhá. Ngon. Mẹ mày, tao bị một lần rồi, tao biết rồi. Ê, cái bàn tay rung rung này. Tao bị một lần rồi, tao biết rồi. Mọi người xem có cái tường nào nứt ở đây không? Không có thì mình đi tiếp này. Không có đúng không? Ôi cái này nó bị khóa. Ơ ngon. Gì đây? Nó có ba cái. Thằng màu đen cầm trái tim, thằng này cầm bom và thằng này thì cầm cái chữ C. Chọn một thằng à? Mình chọn một thằng à? Xin máu, xin bom, xin sèng. Thằng màu đen anh ơi, ok, thằng màu đen. Nó ăn của tôi một viên máu rồi. Khiến nhiều vào được đồ á. Ôi, thế này chết à? À. Ôi trời ơi. Nổ hai con kia. Thằng này bất tử à? Con giữa không nổ được. Ôi thế là xong rồi, Ôi, đường bí ẩn này. Máu đâu, hết máu rồi. Cái thằng kia nó đòi tôi từng. Ôi, vào đây chả có mẹ gì vậy. Bây giờ mình cần phải tìm cái điểm shopping. Xong rồi mình nhét hết xèng vào.
Ok, chìa khóa này. Bây giờ mình tìm chỗ xúc vinh đi. Yêu, có bốn con ruồi thì con ruồi mất hết rồi. Bom ngon 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 ngon. TNT này. Mình dẫm vào hai cái này là được hai cục tiền đúng không? Nhìn mét. Đây nhảy là ok rồi đúng không? Ruồi dùng một lần thôi á, ẻo phế thế, quay lại. Mình đi mở mét đi. Quay lại để đi đâu? Đằng nào mình chả phải đi đến mấy cái chỗ kia. Đúng không? Đằng nào mình chả phải đi. Quay lại xuống dưới á. Ui cẩu, cẩu thì làm gì được nhau, ok. Mình sẽ dùng chìa khóa để mình vào đây đúng không? Ô, một quả trứng các bạn ơi. Con hít. Ô, cái đầu của tôi nó thành quả trứng rồi này. Không bắn vỡ được mấy cái này. Tăng máu ảo à. Đầu trứng. Ok, xong rồi. Bây giờ mình đi tiếp đúng không? Đi lên trên đây nào. Trên có một phòng nữa mà. Khéo thế. Chạm vào người tôi hơi khó. Biết chơi nó khác lắm. Được chưa? Ok. Mở luôn này. Áo choàng. Tự nó mua luôn. Mình chạy vào là nó mua luôn. Thôi mình cất xẻng đi. Cất xẻng đi để lượt sau chơi. Áo choàng ngon hông mua trước. Thế đi bây giờ đặt. Thế đi đặt bom rút xẻng này đúng không? Đấy, ok chưa? Đủ mua đúng không? Áo choàng này 2 bit này. Ôi trời ơi. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến con cá, câu chuyện con cá. Nữ sơ. Bọn này nguy hiểm quá. Ui khó bắn trúng bọn này lắm các bạn ạ. Ok. Mày định móc lốt tao. Tầm này là tôi biết chơi nó khác lắm. Đấy là mình còn mất quả bao nhiêu máu là đổi cái kia đấy nhá. Còn không là... Ồ. Chúng ta nhặt được một viên thuốc màu vàng. Dùng thử nhá. Something wrong. Chả biết tác dụng là gì cả. Ôi, đi vào đây lãi rồi các bạn này. Từ, không được. À, mình làm gì còn bom mà đặt. Ok, trong này có chùm rồi thôi, đi ra nhá. Tên game là... Tôi quên rồi. The Binding Isaac Zebus thì phải. Ok, chùm ơi đúng không? Chùm. Từng giành máu chơi làm sao được. Ôi, mọi người nhìn cái hình ảnh đi. Hai mẹ con. Nó nối với nhau bằng cái dây rốn kìa. Ôi, vãi ghê mà. Hai mẹ con vẫn còn nối với nhau bằng cái dây rốn. Game kinh dị thế. Ui, con này dễ, mẹ chắc phải ông nào chơi kém lắm thì mới mất máu ở con này chứ còn. Độc làm sao được một người tôi. Được chưa?
Ôi giời ơi, bố mày cân đôi luôn. Hai mẹ con nhà mày, hai mẹ con nhà mày, được chưa, được chưa? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thôi lại đầy máu rồi. Đuổi 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 xong thở, đuổi xong lè lưỡi thở như chó. Ê con này, mất con mày rồi thì mày là cái gì? Mất con mày rồi thì mày là cái gì? Mất con mày rồi thì mày là cái gì? Nhưng mà game này độc ác quá nhở. Này còn nguyên dây rốn mà giết nó. Game mày kinh quá. Xoạt. No damn. Chúng ta nhặt được một cái gì đây? Little. Nhặt được một cái xi lanh màu trắng. Nhưng mà xong rồi hết rồi. Lại đầy máu. Như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Ok. Ê. Ở đây có một cánh cửa nữa này. Nhậu thử không? Nhậu thử không? Lấy đi anh đồ ngon. Đừng. Quality 3. Mua luôn. Dùng máu đổi đó. Chơi, chơi không? Chơi không? Chơi nhá. Ôi, mất máu tối đa. Vãi, mất máu tối đa. Không phải là mất máu kiểu hồi lại được. Gãy rồi, gãy rồi. Tại này thì gãy rồi. Úi dồi ôi, bây giờ chui vào đây cái thì có mà nằm. Thôi nhá, bỏ mấy cái cánh cửa mà có răng này nhá. Ui. May là tôi chơi giỏi đấy. May là tôi chơi giỏi. Việc mất máu tối đa kia nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trình độ của tôi. Tôi vẫn có thể nâu đam được. Được chưa? Phải cẩn thận. Bắn hai viên đạn trượt cả hai luôn. Ok, xong chưa? Ok này. Bây giờ mình sẽ đi trước vào những cánh cửa này đi. Ồ, có ba cái dương ở đây. Mình có hai cái chìa khóa đúng không? Thì mình sẽ chọn cái dương màu vàng đi, bởi vì là màu vàng thì nó sang nhất, thì nó rồi nhất đúng không? Ui! Sao tôi làm được, tôi làm được. Trời ơi. Từ từ đã, ra lắm thế. Né ngay. Né ngay, ok chưa, hết chưa. Nữa à? Ra con này dễ. Ok, hết rồi. Ồ, bắt được hai con nhện. Ngon, lại hai máu ảo. Ôi, mất máu đâu mà lại cho máu thế. Người pro như tôi có cần đến máu đâu. Người pro như tôi có cần đến máu đâu mà lại cho máu nhở. Ok, giờ mình đi sang đây đúng không? Ôi. Tiêu diệt bọn này sớm quá bạn ạ. Không là nó đẻ mấy con đom đóm này ra nguy hiểm á. Ok, mượn được thưởng một đồng vàng. Rơi à? Con này trâu thế. Có hiệu ứng gây chảy máu thì EZ rồi. Thả thôi, ok, đi vào đây nhá. À, cái này cần cái độ khéo léo và phải nắm bắt. Ok,
Nó lại là sở trường của tôi. Được chưa, được chưa? Có một cái nút nó hiện ở phía dưới bên tay trái. Không biết là dùng để làm gì. Ồ, cái gì đây? Libra. Hút đồ vào người á? Rồi, để tôi đi mở hết map. Ui, mạnh vãi luôn. Bây giờ tôi bắn cực kỳ nhanh. Nào, bây giờ đi đâu nào, đi đâu nào? Có phòng ẩn nào? Phòng ẩn chỗ nào nào? Đây, tôi đang đứng ở đây. Bây giờ phòng ẩn ở đâu nào? Bên trái, ok, đi về bên trái nhá. Từ, bên trái hay ở trên nào? Bây giờ đi lên trên hay là... Đi lên trên hay là đi sang trái? Rồi là đi lên trên hay là sang trái? Trên, ok. Đây, nó đây rồi. Tôi có 10 quả bom cơ. Ờ, đúng thật các bạn, tinh thật đấy. Ai, úi dồi, ôi, quên. Bây giờ như nào, có nên hy sinh không? Hy sinh đặt, mình đặt quả bom vào đây đúng không? Đặt quả bom xong rồi vào lấy quả bom nữa. Lấy cái bên phải à? À. Ô, tôi được một cái paper clip. Thì nó lại vứt cái núm ấy ra. Mình chỉ được chọn một trong hai thôi. Mình chỉ được chọn một trong hai thôi. Ấn cái gì để dùng? C hay V? Cách không được. Chưa cài mod à? Ông tôi mới chơi lần đầu tiên luôn. Đặt bom con này nữa à? Ha ha. Ê, có đường đi đấy. Ồ, xốp, từ từ. Xốp, cái này 15 này, cái này 15 đồng này các bạn này. Cái này có 15 đồng này. Tôi không biết là cái ghim với cả cái ấy nó khác gì nhau. Có nên xúc, có đủ đâu. Bỏ cái mới có 10 bom mà. Ông kêu mâm hết lần đầu rồi mới cài được mod nhé. Tôi mới chơi, tôi còn chưa gặp. Sang bên trái thử. Uầy, bắn mạnh không? One hit one die, ok. Được một quả bom với cả... Ok, đi, mình đi xuống thế nào. Thằng này xin bom này. Cho nó không? Đồ nội tại không ba ơi. Chơi hơn 400 giờ trò này rồi. Ok, nội tại à? Thằng này nó xin bom này cho nó không? Cho à, ok. Một quả này. Nó lắc đầu. À, nó cho mình 3 đồng xu. Thế đi cho tiếp đi. Nó không cho tôi tiền nữa. Rồi. Ôi ơi. Mày. Lỗ rồi. Mẹ thằng này mất dạy. Phòng này vào rồi, ok, đi lên. Biết thế cho nó một quả thôi nhở, cho nó một quả thôi xong mình đi. Cho nó nhiều quá, thành ra mình mất hết bom rồi. Còn 9 cái chìa khóa này dùng bao giờ hết. Sao, mình mạnh mà, kiếm lại mấy hồi. Ô, bọn này hồi sinh à? Hồi sinh này. Không ăn được, mình đang nhiều máu quá. Bây giờ tôi mới hiểu đấy.
thằng này là nó đang khóc, nó khóc ra đạn đúng không? Thì nước mắt mà nó dùng nước mắt để nó dập những cái ngọn lửa này. Ok. Ôi. Thế này thì vào làm sao được nhở? Naraka chưa biết em ạ. Để anh xem trò như nào đã. À, thằng bổ mẹ nó hút mình vào. Để tôi đặt cho nó quả bom nhá. Không được, nó hút mình vào. Đi nhá, bot nhá. Có cái bay qua mới được à, ok. Mega Man. À, rồi tao hiểu rồi. Không bao giờ mất máu nữa luôn. Yên tâm đi, không bao giờ mất máu nữa luôn. Mày xong được bố rồi. Được chưa? Né khéo chưa? Này, trời ơi. Có chiêu gì mạnh lôi ra dùng đi bạn ơi. Lôi hết chiêu mạnh ra. Tôi khéo quá. Ôi giời ơi, đỉnh cao. Phản xạ, nó là cái phản xạ. Ôi giời ơi. Cái phát đầu tiên là chiêu mới vừa nhìn thấy. Ôi giời ơi. Bình thường thôi. Tút pích. À, nó cộng thêm cái thuộc tính các bạn ạ. Khéo quá. Bình thường đánh xong con chùm nó có một cái căn phòng cơ mà. Game dễ quá, có đối thủ nào mạnh lôi hết ra đi nhở. Mình phun máu rồi, mình phải đi tiếp thôi. Ok, bàn 4 rồi, chúng ta còn 2 bàn nữa. Vớ vẩn phá đảo luôn hôm nay ấy. No Dam mới có phòng à? À, lại còn thế cơ. Thôi, ít máu không đi vào đây đâu. Ít máu đi vào đấy chết đấy. Ui, tôi né kinh lắm. Bắt bài bọn mày. Con này nhìn trông như kiểu vi béo mọc cánh ấy nhở. Ui, nó còn nổ cơ. Bây giờ mình cứ khám phá đã nhá. Mình cứ khám phá đã. Lại nhân. Má, cái ngọn lửa đỏ. Mình đi khám phá đã. Ok, thêm được mình có 10 cái chìa khóa rồi và 22 đồng tiền. Mình có thể đi shopping được rồi. Ôi, trong này không có gì cả. Chắc chắn phải có cái gì đấy ở đây. Đây. Ở đây có phòng bí ẩn đúng không các bạn? Kinh nghiệm chơi ấy, ở đây có phòng bí ẩn đúng không? Tôi đã biết. Đâu, chìa vàng đâu. Quê thế nhỉ. Đặt quả bom. Ừ, mình còn một quả bom thôi các bạn ơi. Mình còn một quả bom thôi. Ở góc trên bên trái ý thầy. Đây á. Từ mình đi khám phá hết đã. Xong rồi mình quay lại sau. Mình đi khám phá đã. Thôi bây giờ mình còn có một quả bom thôi. Ok, tôi biết tiêu diệt bọn này nhà rồi. Ây ạ. Ôi giời ơi, ấn nhầm rồi. Mẹ mày. Thôi. Bố mày. Mày đi xuống đây. Ôi giời ơi. Không kịp tìm cái chỗ xốp để mà cất lại. Chơi bẩn thật sự luôn đấy. Nó vào ra. Thôi hết xèng rồi còn đâu nữa.
Và phòng ông vua ở trước. Đây rồi, đây rồi, đồ này, đồ này. Mongo friend. À! Tôi dắt thêm một con búp bê. Chơi 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 nhân vật này đã, chơi nhân vật này đã. Ôi, ở đây có một cái thẻ bài và một cái viên thuốc màu vàng. Có nên lấy cái gì không? Đệ này thì vô địch rồi. Lần này là lần phá đảo này. Lấy cái thẻ à? À, thẻ này là bây giờ mình ấn dùng luôn không? Mình ấn cách, à, ấn quy hay cách là dùng ấy. Ôi dồi ôi, khác gì? Khác gì X2 sát thương không đây? Ui, hết 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 bom rồi, hết bom rồi. Boss rồi dùng à, ok. Trời ơi. Đi ầm ầm luôn đấy, đi ầm ầm luôn. Hết rồi, hết bom rồi, hết bom rồi. Vỉa chưa? Vỉa chưa? Ok, thêm chìa khóa. Từ từ, vào đây là boss rồi. Vào đây là boss rồi, từ từ đã. Phèn này. Game này là Isaac Binding. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ok, hết rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ok, vào boss thì dùng đúng không? Vào boss thì dùng, ấn Q hay là cách ấy nhở? Q, Q hay cách ấy. Vào boss thì dùng, ok. À, lại là chúng mày à? Sao mấy ông mà vào boss thì dùng? Đùa mấy ông mẹ, vào boss thì dùng, tôi gặp cái đối mềm. Như chưa hề có cuộc gặp gỡ luôn. Uầy, X2 sát thương các bạn ạ, X2 sát thương. Mày cáu thì làm cái gì? Mày cáu để làm cái gì? Mày cáu để làm cái gì? Mày cáu để làm cái gì? Ha ha. Ê, 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 ê. Cháu bé ơi. Ê, ui dồi ôi, mất nâu đam của chú rồi. Cái thằng điên này. Nhưng mà bù lại mình được thưởng một cái món đồ bức tranh của mẹ. Ton photo. À, thêm tốc độ bắn. Thêm tốc độ bắn. À, tầng 2 mới tính à? Ừ, thế thôi. Thêm tốc độ tấn công. Ngon, 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 ngon. À, Another World Legion thử xem ạ. À, bây giờ comment ở đây anh không nhớ được tên game đâu. Anh không biết tiếng Anh ấy. Ui, bắt đầu mình khóc ròng ròng rồi các bạn ạ. Nó khóc to rồi. Phòng này nó phải có cái hàm ý gì đấy. Không thì tại sao chỉ có mỗi cái cục trông ở giữa này nhở? Mình sẽ đặt tên cho trò chơi này. Ai mà vào hỏi tên game, tôi sẽ đặt tên là chú bé nghịch xít. Ok, ngon rồi. Từ từ đã, bây giờ mình cứ di chuyển đã. Mình cứ đi khám phá đã nhờ. Có đệ phụ đam khỏe, quên đi, mình gây đam là chính đây bạn ơi. Con đệ nó có giúp ích được cái gì đâu. Toàn là nhờ vào cái sự khéo léo của tôi đấy. Từ từ, cái bãi phân kia có con ruồi bay. Biết ngay mà có đồ mà lại. Biết ngay là cái bãi phân mà có con ruồi bay là có đồ mà. Ôi, cảm ơn Vin nhá. Vin từ ngày có người yêu cái là quên mất mình luôn ạ. Sợ thật.
Thôi bây giờ mình có 6 xeng này, mình cất tạm đi nhờ. Mình gửi vào quỹ đi. Mình gửi vào quỹ đi nhờ. Có gì lần sau mình con này có cả Afterbirth rồi. Con này là bản DLC cuối cùng mà. Mình cất đi. Ok, 6 đồng. Khéo chưa? Khéo chưa? À đợt này không thể thăng thằng Tiến Bư đâu. Hôm nọ Jin bảo mình là định mở một quán phở ở bên Mỹ. Nhưng mà không biết ý của anh Tiến Bư như nào mà bây giờ mình cũng quên mất. Sau cái hôm đấy mình nghe xong mình quên chưa hỏi thằng Tiến Bư xem nó có định giúp Jin không. Phở nhưng mà lại không làm thịt bò mà dùng thịt lợn, phở lợn cơ. Em định đặt tên một quán phở ở bên Mỹ là Furlon. Nó cũng hỏi là xem cái tên đấy là có ok không. Còn Việt hóa là phở lợn. Ô, hạt đậu. Ok, ở đây boss rồi thì thôi, mình đi ra đã. Cái game đêm qua thì anh chơi tiếp. Trò này hay hơn game đêm qua em ạ. Trò này còn hay hơn cả game đêm qua cơ. Mình còn một cái căn phòng ở kia mình chưa đi. Mình xuống nốt. Ok, tôi sẽ cố gắng nâu đam con boss bản này nhá. Rồi ôi, đừng nói là nâu đam con boss. Mà là cái bàn này tôi không mất máu nào luôn đấy. Sao? Sao cái quả bom hiếm thế nhở? Trò này cuốn lắm, phải chơi giỏi thì mới thấy nó cuốn. Chứ còn mấy ông mà chơi kém kém tải về xong xóa ngay. Mọi người nhìn cái bước di chuyển của tôi trông nó có vẻ là game dễ thôi. Nhưng mà chẳng qua là trình độ của tôi nó khét ấy, nó cao ấy. Trình độ cao đến mức mà hôm qua TikTok nó còn thấy bốc khói, nó còn cho tôi một gậy đấy, là các bạn đủ biết nhào ấy. Trái tim của gai các bạn ạ. Trái tim của gai. Chả hiểu tác dụng. Nó làm cho có thêm phòng cui xe. Phòng cui xe là phòng gì? Ok, mình đi tiếp rồi. À, từ. À, không được, không có máu nào. À, có, đây. Như này đi, mình vào phòng mất máu đi. Mình đi vào phòng mất máu đi, xong rồi mình lên kia mình ăn lại mà, đúng không? Thằng này nó xin máu các bạn ạ. Thôi đi nhá, đi. À, mình chờ đi. Không mất máu đúng không? Bất tử. Ngon. Thề chắc các bạn không biết công dụng của nó đâu. Đổi máu đi anh nhá. Thôi. Các bạn không biết công dụng của nó đâu. À mình đổi được mà nhờ. Mình đổi được mà. Rồi, đổi được. Bởi vì là mình có máu ngoài kia mà, đúng không? Đổi được. Tôi chỉ sợ là nó đòi 4 cục máu thì tôi đưa làm sao được. Từ nhá, đứng đây chờ này. Hợp lý chưa? Ôi giời ơi, lại thẻ bài Chariot. Cái thẻ này, cái thẻ Star này là cái thẻ Star là thẻ bay về. Dùng cái đấy rồi cho nó máu. Xài thử đi à.
hóa thành con kỳ lân. Mấy cái đấy là vào bot rồi dùng. Mấy ông toàn xui tôi dùng linh tát linh tinh. Không sao, nhưng mà may là mình chơi giỏi. À, làm được. Okay, vào nâu đam con bot này đúng không? Ờ, cái đấy là bất tử ấy nhở. À, con này tôi nhớ rồi. Chạm mọi người tôi hơi khó luôn. Mẹ. Có nó tôi chỉ bị mất giáp thôi, còn tính ăn đâu đam không? Tính là đâu đam, có đây này, có đây này. Nó mở ra cánh cửa này này. À, cái bọn tàng hình. Một lần thôi. Từ từ, cái này mất máu tối đa đấy. Sách ngon à? Lấy cuốn sách, ok. Ui, đầu toàn sẹo rồi. Khế ước quỷ dữ. Ui, cái đạn của tôi biến thành màu đỏ rồi. Khế ước quỷ dữ. À, mình dùng xong là viên đạn thành to đúng không? Ok, được rồi. Để dành. Đợi cửa thiên thần mà vào á. Mạnh quá. Chúng mày hy vọng gì mà chạm được vào người tao. Nói thẳng một câu thế cho nhanh. Phẹt. Chết. Ôi, có bom rồi này. Ok, đi tiếp này. Mình đi khám phá nhá. Effect not found. Lẽ ra là mình phải dụ hai con kia chạy vào đây nhờ. Chào thầy, game này không quấn, đi dạo đây. Ok, bố đơn thân nhá. Mình phải dụ nó vào đây thì là mới chuẩn. Toxic Bread. À, ôi trời ơi, nó vẩu rồi các bạn ơi. Vẩu ơi, vẩu cả mồm ơi. Bây giờ mình cứ bắn là quanh người mình có một cái kiểu vòng độc ấy. Ngon. Giờ cứ bắn là có độc ở quanh người này nhờ. Ngon. Úi trời ơi, siêu mạnh luôn. Ô, giáp thôi mà làm cái kinh vậy. Thề, nghe cái âm thanh bắn đạn của cái bọn này nghe nó tục thật. Cứ phẹt. Ôi, nó bắn không lỗi đít thật cơ. Nó cái bọn này nó bắn không pháo câu từ đây sao ấy. Ok, ở đây là boss rồi các bạn ơi. Thôi đi nhá, từ đã. Ở đây là boss rồi thì thôi. Không win hơi phí à. Phẹt. Mình quay lại cái chỗ kia đi. Bởi vì là mình còn nhiều căn phòng mình chưa mở mà. Mình phải đi vào khám phá hết. Uầy, mấy cái con muỗi bây giờ bay vào mình không ăn thua rồi. Nó bay vào mình. Ê, dùng thử đi. Ôi, máu tối đa. Ngon.
Ê! Gì đấy? Mẹ giật cả mình. Khóc với chúng tôi này. À, may tôi né được, may tôi né được. Con ruồi kìa, con ruồi kia nó bắn được đấy. Mẹ giật cả mình ạ. Ủa đông thế. Dậy. Chết ngay. Perfect. Mới này cái này để dành đi, cái này để dành đi nhờ. Cái này để dành đi. Dùng quy để chạy đi anh á. Cần gì anh thi đấu luôn như còn. Có một cái lỗ đây các bạn này. Không phải. Anh sao phải bỏ chạy. Anh chỉ có va và va thôi. Ok. Tiêu diệt hết. Tóm lại là gặp đối thủ nào mình tiêu diệt hết đối thủ đấy. Anh né khéo mà. Anh né khéo mà. Từ từ nhá. Ai da. Mẹ vừa gáy xong cứ gáy lăn đòn. Ở đây có quân bài màu đỏ các bạn này. Hai rô. Cây hai rô. Đây là The Fool. Where Johnny Begin. Hai rô là x2 sèng à? Dùng luôn à? À, thành 6. Lẽ ra mình phải để dành thôi rồi. Dùng thử cái này đi. Cái lá đấy mới là lá quay về. Okay. Mình sẽ để cái lá này vào boss mình dùng. Lá này mình sẽ để dành vào boss mình dùng. Ôi giời ơi. Mẹ đứa con này. Cứ nổ thôi. Uầy. Mình muốn ăn được cái cục máu này là mình sẽ phải sử dụng bom liên tục để mà đẩy nó ra tận đến đây. Nhờ. Cài mod hiện tác dụng đồ vật cho dễ anh ơi. Anh. Nó có hiện ra thì anh cũng có hiểu đâu mà. Ô, có cái phích cắm này các bạn này. Bây giờ mình có nên rút sèng ra không? Bây giờ mình rút sèng ra không? Không à? Thế thì mình lại nhét sèng vào đi nhờ. Lấy không? Cái quả phích cắm này là cắm ở đâu? Cắm ở đít à? Để dành luôn nhá, ok, để dành đây. Cất hết vào. Store update. À, ok, vậy là mình đạt được một cái thành tựu gì đấy. Khi mà mình nhét được đủ cái số tiền vào đúng không? Ok. Giờ đi gặp boss được rồi đúng không? Cái cục máu ở đây mình không nhặt được nhờ. Xa quá các bạn. Xa quá. Gặp boss được rồi đúng không? Bom ở trên đi anh á. Đơ. Cửa nào. Đây à. Phải đây không? Vào bắt mình dùng lá bài luôn. Để mở dương à. Ok. Mở dương này. Ồ, một viên thuốc. Ê, speed down. Góc trên bên trái. Là đâu ta? Từ, ở đây là đi đâu? Có máu kìa. Bây giờ là đi boss hay là mình tìm cái zoom ẩn? Nhìn map kìa anh. Anh chịu nhìn map anh chả biết nó là cái gì cả.
Bot à? Bây giờ bot luôn đi. Ok, bot luôn nhá, bot luôn nhá. Tưởng có cái map nào ẩn. Đây, anh đang dùng cái lá bài này, không biết lá bài này để làm gì. Vào vắt là dùng luôn. Vào cả bot vắt là dùng cả trưởng luôn. Bài qua bên ống xanh ngon hơn. Chả biết đó là cái gì. Con này mình gặp bao giờ chưa nhở? Ôi giời ơi, cái thằng kia. Thôi đi rồi. Nó đi mình cũng đi ạ. Thôi rồi, biết chơi rồi, biết chơi rồi. Bây giờ lần này là hủy diệt này. Này là hủy diệt luôn này. Trời ơi, phí thế, cái con búp bê lợi nhờ. Con búp bê mạnh vãi ra. Coi như là mình x2 sát thương rồi gì nữa đúng không? Thế như vậy. Phí quá. Lại còn có cả cái bất tử tạm thời nữa chứ. Hỏng rồi, giờ kiếm đâu ra được cái quả đồ ngon lành như thế. Vèo ơi, con muỗi bé tí. Con này không ăn thua rồi, con muỗi này thì ích lợi gì con muỗi bay bay này lại. Kể ra nếu như mà nó tấn công đối thủ xong rồi nó hút máu cho mình thì ngon. Ok, toàn là đầu lâu xương chéo thôi. Ok, đi thôi. Cái chỗ đỏ đỏ này thì thôi. À được, mình vào được. Ngon. Ok, đi ra nhặt máu luôn, được đúng không? À, nó mất cái máu ảo. CSD6 là ngon rồi. CSD6 là cái gì? Ô, con ruồi nó không phải tấn công à? Đây rồi, cái gì đây? Nội tại gì đấy? Này, có con nhện có cánh này. Con nhện có cánh này. Có nên múc không? 15. Giá trị không? Chơi luôn không anh? Nhện không ngon à? Ok, thế bỏ nhá. Bỏ đây. Ok. À, boss ở đây đúng không? Làm quả bom đây này. Ui, hai xèng luôn. Ô, máu có mất đâu chứ lệ. Hết rồi đấy, ok. Vào bot thôi, mình vào bot thôi. Lại hai mẹ con nhà thằng này. Ôm ngon, đầy máu. Speed upside down. I'm excited. Ôi, sao đầu nó rung rung này? Ôi, chạy nhanh đến đây thì tôi phản xạ làm sao kịp. Ôi, chạy vãi luôn ạ. Siêu tốc độ. Game này là The Binding Isaac gì đấy. Hết rồi. Mình hết bị rồi các bạn, hết bị rồi. Thề cái con muỗi kia tôi không hiểu cái tác dụng của nó là cái gì luôn đấy.
Hình như là mình cứ mất máu là mình tăng tốc độ di chuyển hay sao ấy. Ờ ngon, máu luôn này, ngon. Mình lại đi ra. Thằng bé này nó còn cầm theo cái hạt dung ở người. Giết mấy con này trước đã. Ây, đùa, chạy. Ngon. Như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Rồi nhá. Cái lửa đỏ là nó tấn công được mình đúng không? Nó bắn được đạn đúng không? Bố mày biết ngay, kinh nghiệm. Thôi. Hết chìa khóa rồi. Ôi giời ơi, thôi, cái thẻ bài này không chơi đâu. Có gì anh em cho tôi xin follow nha. Quên mất suốt từ lấy chơi, mãi chơi quá, quấn quá. Quên kêu gọi mọi người. Rồi, boss ở đây rồi thì thôi, mình đi chỗ khác đi. Còn một cửa bên này mình chưa đi này. Ui, cà. Né như shit ấy, mất máu va vẩn. Không ra. Vào đây thì nào chậm. Đâu đáy cả. Ở đây, đây. Ôi giời, chìa khóa ngon. Bom hẹn giờ. Mình phải sử dụng cái quả bom của mình. Lỡ bây giờ mình mà hết bom thì cái này nó phế luôn. Có phong ẩn đúng không nhỉ? Đây, phong ẩn đây đúng không? Không phải. Đây đúng không? Có phải chỗ này không? Hình như chỗ này đúng không? Phải tiếp không hay là ở phòng này? Ở trên à, ok, ở trên à. Đây. Đây đúng không? Hả? Cũng không. Lên nữa à? Trên nữa. Ui, vào phòng này á. Anh nhìn mép, anh có thấy cái mẹ gì đâu. Vào đi. Ui. Quyển sách ngon này. Có lấy cái con hình nhân không? Còn con búp bê kìa. Lấy sách thôi đúng không? Ừ, mình lấy sách. Ô. Oh. Ôi không ngon, sách đi sách nhá. Lấy sách nhá. Bây giờ nhá, mình mang sách đi nhá. Ok sách này. Không sao, từng ngày máu. Vào bot nhanh lên, không là mấy con muỗi này nó biến mất. Nhanh, vào bot luôn. Vua Linh, con này mới. À đâu, con này vẫy gặp rồi. Úi dồi ôi, đùa mày lao thế đi. Hưởng dương luôn. Game khó thế. Né không nổi luôn ạ. Đồ luôn.
Nước hoa của mẹ tăng tốc độ bắn, xịt vào mắt. Nước hoa của mẹ xong lấy xịt vào mắt. Mà bây giờ mình mới đang chơi hệ normal thôi mà nó còn như này, ok không sao. Trò này mình tải ở trên ui đạn độc này. Đó phá gì phá gì phá gì. Boss không muốn anh tự lao vô. Cái đạn này ngon này, đạn này ngon này, đạn này ngon này, nhờ. Dê, ran gơ up nhưng mà cái tốc độ bắn tôi thấy nó hơi chậm. Ui. Ây à, chơi bẩn thế gì. Bây giờ mình sẽ đặt một quả bom ở đây. Mình sẽ vừa nhặt và lấy máu được và mình vừa lấy được bom. Thông minh chưa? Thông minh chưa? Ngon chưa? Ok. Đây là boss rồi thì thôi đúng không? Đạn vàng làm kẻ thù sợ người chơi nha, để có cửa bí ẩn. Hỏng rồi, các bạn nói tôi chả hiểu mẹ được. Ô, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ron dùng gì này, Ron dùng gì này? Không dùng được, không dùng được. Tóm lại là chả múc được cái gì cả. Xèng có đâu, làm gì có xèng đâu đúng không? Con này mà chơi bằng tay cầm thì điều khiển nó dễ hơn. Chơi bằng bàn phím này ấn nó khó quá. Vừa phải ấn cái hướng chạy mà xong rồi vừa phải ấn cái hướng bắn. Ok đây tiền đây. Tiền ở đâu bây giờ, tiền ở đây. Tiền ở đây. Thôi đi nhá, đi nhá. The Binding of Isaac Zibus. Chưa, vẫn còn gì à? Vẫn còn gì ở quanh đây à? Đây, nào, tôi đứng đây này. Ok, hết rồi đúng không? Anh thì chuyên về tay cầm nhiều hơn là bàn phím. No damn rồi này, no damn rồi. Lại hai con vừa xong. Tôi né ngay. Chết. Dính độc mày đi, dính độc mày đi. Không sao, mình tiêu diệt nó xong mình lại. Ê, nó chạy. Không sao, mình lại đầy máu ngay mà, Ok. Sao? Đầy máu luôn. Lại còn thêm được cả máu ảo. Ô, một chiếc giày cao gót. Tầm bắn tăng. Ok, hết rồi đấy nhờ. Thôi nhả khói bánh kênh đấy. Ok. Ui, chân mẹ nó đấy hả? Như chân vi béo vậy. Mà phòng nhỏ ấy trước này. Ui, trâu thế. À, mấy cái con mà bị dính độc các bạn ạ. Nó sợ mình. Mấy con nó bị dính độc là nó sẽ bỏ chạy. Ui, thế thì đạn này bá đấy các bạn ạ. Quả của đạn này bá đấy. Ok. Mò phân tìm tiền. Thế thì bây giờ mình cứ bắn mấy con boss. Con boss là nó sợ đúng không? Hết.
hết ship đến nơi rồi mà trả được cái đồ gì vậy? Đâu đấy đâu? À đây à, đây 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 đây. Dương vàng. Không có chìa khóa chứ lại. Sao lần này nghèo thế nhở? Lần này nghèo thế nhở? Lần này nghèo thật đấy. Thôi đừng vào kia vội, mình còn có hai máu rồi, bây giờ mình phải nhìn thấy có máu đã. Ok, một con này. Ô, bọn này nó phá đường cho mình kìa. Tự nhiên nó phá ra cái đường bí mật kìa. Ngon. Ngon, tự nhiên có đường bí mật đấy. À cái đống lửa, cái đống lửa. Ẻo, thế là trong này có mẹ gì đâu. Ô vào đây chả có cái mẹ gì, tự nhiên mất nửa máu. Có chìa khóa. À đây rồi, khóa rồi, đây rồi. Đi. Đi luôn đúng không? Đi mở luôn này. Rồi uầy, 4 quả bom, đạn vàng phá đá. Không được. Rồi lên đây đi. Mày, tránh xa tao ra. Bản này là gì pendere đùng đùng gì ấy. Tôi nghĩ là bản này là bản cao nhất của trò này rồi. Ôi lại thiếu chìa khóa rồi các bạn ơi. Lại thiếu chìa khóa rồi. Viên đá có dấu X không có này. Lại hết chìa khóa rồi. Đùa đúng map nhiều này. Đúng map cần nhiều chìa khóa đen không? Đúng map cần nhiều chìa khóa thì không có một cái chìa nào. Đèn thế nhở? Đây rồi. Bot. Cửa này là bot rồi. Ngon. Vừa lúc mình cần đủ hai chìa luôn. Đúng lúc mình đang cần hai chìa luôn. Ngon luôn nhờ. À, đầy bom. Xuôi. Chiếc chìa khóa tự bay vào người mình luôn. Ok, bye bye anh em mới vào nhá. Có gì các bạn cho tôi xin follow nhá. Sốp à. Ê, 15 này nhìn giống kiểu thêm một mắt không? Thì là thêm một viên đạn không? Xúc không? Lại tích tiếp. Làm quả cái 15 không? Bỏ đi à? Nhân đôi đồ á, thế thôi. Tích tiền nhá. Eco tiếp đúng không? Eco tiếp này. Ok. Còn đâu nữa nhở? Còn đâu cần cái chìa khóa ở đây đúng không? Trên này đúng không? Trên này cần đúng không? À, tích mở nhân vật mới. Ê! Búp bê! Ai da! Mình có thể điều khiển được con búp bê này! À, tôi biết rồi! Xong rồi mình ấn cách một cái là con búp bê này nó sẽ phát nổ đúng không? Đúng không? Đúng không? Bây giờ mình không chỉ điều khiển một mình thằng nhân vật của mình mà điều khiển thêm cả con búp bê nữa. Ai da? Teleport à? Mẹ. Rồi hiểu. Bây giờ mình sẽ đặt con này ở một cái vị trí an toàn. Khi nào mà mình cảm thấy nguy hiểm đúng không? Thì mình sẽ nhảy đi. Ha ha. Cái loại mày thì.
đâu này? Quả tốc biến này ghi vào sử sách. Khéo chưa? À, hứt. Sao còn cách không được? Ôi giời ơi, dẫm vào cục cất thế thì ai mà nhảy được? Ôi giời, má mày hack nào à? Tôi bay mà nó quay ra nó bắn tôi luôn. Đang nghệ. Mẹ bay vừa bay xuống phát là nó bắn luôn sang bên tay trái. Ok. Cày thế nhở, không qua nổi à? Không qua nổi à? Mẹ chứ bẩn. Thôi, mẹ một quả bom không mở được đến đấy đâu. Ôi dồi ôi. Đâu ra mà lắm bom thế. Giờ đi lên đây xem nào. Đảo đâu ra mà vừa vào lắm bom để mà phá đá thế. Ôi trời ơi, lại gì đây? À. Giờ dinh chúng tôi à. Con game này cay đấy nhở. Con game này đáng để chinh phục đấy. Chiếc lá bị rách. Ủa, ích lợi luôn. Ích lợi của nó là gì vậy? Ok, xốp này. Ê, chuông gió này. Ơ, từ từ. Đứng yên quái không thấy mình. À. Timo à? Game này là The Binding of Isaac. Game này khá nổi tiếng mà mọi người không biết à? Bây giờ nhá, coi như là giữa một bát cơm và một bát xít đi. Trái à? Ok, trái này. Mọi người bỏ trái này. Lại. Từ từ nhá, từ từ. Bây giờ mình thiếu chìa khóa trầm trọng. Thấy làm sao được tôi. Nhưng mà nó chỉ là không thấy thôi, hay là nó bắn bừa chẳng may trúng mình có mất máu không? Ôi. Trứng chim cút này. Speed up. Mình muốn tăng sát thương cơ. Không mất máu luôn à? Ui, thế thì lại là bất tử rồi. Hết rồi đúng không? Giờ đi vào đánh chùm luôn đúng không? Bom ở dưới đi anh. Đâu? Dưới đâu? Còn phòng ẩn à? Đâu, chỗ nào? Bây giờ ở đây hay đi lên trên? Mình đang ở đúng căn phòng đấy chưa? Bên phải. Đây à? Sang phải một tí. Đây. Đây hay là kia? Chỗ này đúng không? Đây, chỗ tôi đang đứng là đúng không? Sai, ok. Thế thì góc sát trái có ô hình vuông trên tường. Sát trái có hình ô vuông trên tường. Đây, dưới đây. Đây à? À, sát trái bên dưới đây. Ok, ok. Không có gì rồi. Mất quả bom rồi. À, con này thì dễ. Con này tôi nấu đam suốt.
Con này tôi chả nâu đam suốt làm gì nữa. Con này nó chỉ thả ra một con ruồi con thôi. Ê ê, được chưa? Mình phải biết tận dụng cái item mà mình đang có. Từ ra. Cách để mà tiêu diệt cái bọn ruồi bay quanh người nó nhanh nhất đấy. Nhiều người là không biết áp dụng cái cách mà tôi đã. Ha ha. Nổ đi. Thôi xong rồi. Ai da mẹ, bọn mất dạy chơi bẩn thế chứ lại. Sao nó không nổ? Midnight Snack HP up. Ui, thêm một máu tối đa, ngon. Ngon. Bơ mình có một cái đuôi. Game mất dạy thật đấy. Nó rơi cái gì ra đấy? Cứt mũi à? Ui, đi tiếp rồi. Ui. Không được rồi. Ôi nhưng mà tôi lại khéo. Trời bẩn. Ô thế. Ôi không vào được đây các bạn ơi. Cái cửa này đóng sừ rồi. Mày lao. Chúng mày lao. Chúng mày lao rồi. Căn bản game này mỗi lần chơi nó cho mình một cái đồ khác nhau ấy. Ảo diệu thật. Không biết đường nào mà lần luôn. Chắc phải chơi đi chơi lại nhiều lắm thì mới biết công dụng của tất cả các item. Ok. Hoàn hảo. Thỉnh thoảng có cửa để vào giao ước với quỷ. Game này thì chơi đến bao giờ mới hết đồ nhở? Không biết nó có bao nhiêu item tất cả. Xôi ơi, các bạn thấy tôi lách nhẹ người như tun không? Lại né quả khéo thật sự luôn. Mấy cục xít bé này. Mẹ bắn khó trúng quá. Ok. Xít thiếu nhi. Mấy cục xít thiếu nhi. Không hiểu sao em nhìn mấy cục xít nhỏ nhỏ đấy em lại nứng anh ạ. Mẹ ông bà quá, ông comment vừa va vẩn. Bệnh thế. Có ai giống tôi không? Nhìn mấy cục xít cũng cảm thấy muốn quay tay rồi. Mẹ lại cả ông căn nữa. Đúng là ông bà quá và ông căn. Hai ông này bị làm sao rồi? Comment linh tinh đấy. Mọi người đừng nói chuyện cả hai thằng đấy nhá. Bệnh hoạn quá. Đây là con giòi. Nhặt gì? Có nhặt được cái gì đâu? Có gì để nhặt đâu? Hết rồi đúng không? Hết rồi, mình đi tiếp thôi. Vừa comment xong, mình đang thiếu chìa khóa trầm trọng. Từ từ mình đi khám phá hết đã. Trên 150 item.
phải chơi bao giờ cho hết. Ok, mình đi khám phá xong mình xong quay lại. Ui, mấy cái đám lửa đỏ này là không đùa được đâu ấy, nó tấn công được mình ấy. Ok, nhưng mà mình khéo mà. Ok, tóm lại là dập tắt nó đi cho nó an toàn, đúng không? Tìm đá dấu X có thể có key à? Ok, ok nhá. Xuổi ôi, né ngay. Ê, mẹ. Ôi dồi ôi, vào đây để lấy một cục máu. Vào đây để lấy một cục máu á. Ok, phòng bên này tìm tái chưa đi này. Một mũi con thôi, một mũi con thôi. Thôi, từ từ đã, mình đi khám phá đã, mình đi khám phá đã. Xem một phòng nào mình chưa vào đúng không? Ok, phòng bên này cần chìa khóa này. Tìm viên đá có dấu X à? Thế nào, viên đá dấu X nhá. Đây có. Không có chìa mới đau như vậy. Anh muốn tìm phòng ẩn, cứ nổ bừa nhưng phải nổ ở giữa tường. Vừa nãy các bạn chỉ phát là đúng luôn cơ. Đúng luôn cơ. Phòng này cũng không có gì cả. Cái quả bom đấy có ăn được đâu. Ở dưới có phòng ẩn à? Đây á, đứng ở đây à, đứng ở đây này. Mấy phòng bé nổ dễ ra phòng ẩn hơn. Ở đây có không? Ở đây có không? Chạy vào hình như được tiền đấy anh, chạy vào đâu? Không có, qua bên phải. Ok, qua bên phải này. Đây, dưới này à? Phải đây không? Đi nữa. Ok, đi nữa này. Đây thì sao? Phòng dưới phòng to. Nữa. Úi dồi ôi, phòng này thì đi làm sao được. Phòng này thì đi làm sao được. Anh cũng chưa biết là có Naraka hay không đâu. Đặt bom á. Ôi có mỗi 2 quả. Hết bom đấy, không đủ đâu. Đâu đá nào, đá nào có dấu X. Ủa dồi ôi, cái viên đá dấu X được tít bên trong. Ây à, ôi dồi ôi, hết rồi, hết rồi. Để lấy một cục giáp. Ôi dồi ôi. Lần này đạn đủng phế quá, đạn đủng lần này phế quá. Thôi rồi không sao. Mình nâu đam con này là được đúng không? Nâu đam con này là được đúng không? À, ai à. Rồi, tôi biết rồi. Con này mình phải di chuyển liên tục. Ây ui, ui dồi ôi, lào thế đi. Nó huyết sáo là mình phải chạy luôn. Ok. Mày xin lỗi đi. Một lần với bạn đây. Một lần là quá đủ rồi. Chúng làm sao được tôi nữa bạn ơi. Lao đây lạ. Ấy 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 ấy. Xuôi. Tôi né khét đi. À mày ị ra đây à. Mày ẻ ra đây à. Ẻ. Rồi ôi, bây giờ chúng kiểu gì? Bây giờ chúng kiểu gì? Tôi còn quay lại tôi giả đam luôn như này, dí này. Dí đến chết này. Ờ, lại chạy ra xa này. Cái chiêu này lúc đầu vừa vào nó mới, mình không né rồi, xong.
xong luôn. You unlock the Sela. À, ok. Nhặt HP. Hô, đầu cầm cái kim tiêm. Đầu nó bây giờ cầm cái kim tiêm. Ê, khí ước của quỷ này. À, không phải. Đầu có cái ly xanh. Đầu có cái ly xanh. Ôi trời ơi. Tôi cũng muốn là anh em nào live stream, anh em nào live stream thử làm cái trò vừa xong. Game này là The Binding Ôi dồi ôi. Từ từ cái con này đi chỗ khác đi. Tẩy á. Ok một con rồi. Ok. Ui dồi ôi, nữa à. À mấy con này không sợ. Mấy con này nó chỉ biết đuổi mình thôi. Tốc độ của tôi thì chấp hòa các bạn. Ok, thế này thì giết làm sao được. Bố mày cho quả bom. Ôi giời ơi, đợt bom còn trượt nữa thì. Ui giời ơi. Nhanh. Ôi, thế lên tiếp làm sao được. Ok, một con rồi. Ui giời ơi. Ok. Vất vả. Bố mày dí mày vào tường. Nữa à. Nào. May mình khéo. Ok. Đi ra ngoài mà không có máu thì toang luôn. Ngon một cái chìa khóa bù lại. Không sao, mình vẫn chiến được mà. New game làm gì. Trong này không có gì cả. Mấy phòng này khi nào bấn quá mới vào á? Ây à! Chết rồi! Hỏng rồi! Ui! Ui dồi đông thế! Ui dồi ôi! Đi đâu bây giờ chứ lại? Khó thế, mẹ còn không qua nổi mấy cái bàn này ạ. Trông sức mạnh của mình nó chả khác biệt gì lúc vừa mới vào game cả. Chơi lại. Rồi, nốt lần. Xong con này chơi con... Để phá đảo con này đã. Xong con này là chơi con Naraka thôi. À ok. Ui dồi ôi, làm gì con gì mà để nhét. Ê, cái này mua mất 7 đồng tiền. À nhưng mà mình phải mất một quả bom nhờ. Tí Naraka thôi. Ui dồi ôi, vừa vào với đã thế này rồi. Mai tôi phải nghiên cứu làm cách nào để mình chơi được bằng tay cầm chỗ này mới được. Mẹ cay quá. Ok, có chìa khóa luôn. Ngon. Mày lách luôn.
Có chìa khóa là mừng rồi, có chìa khóa là mừng rồi. Ha ha. Đứng vào đây thì ok, không nguyên đá nào là có sẹo nhá. Có chơi được đâu, anh vừa dùng rồi. Bây giờ mọi người bảo là di chuyển, di chuyển bằng cái núm này thì anh chơi kiểu gì? Cái hướng lên xuống, cái hướng chạy của nó lại là cái núm ở bên tay phải. Vào thử rồi vừa lại không được. Thế mới đau chứ lại. Lúc đầu buổi live ngồi chỉnh chả được gì cả. Vấn đề biết là một bên di chuyển một bên bắn rồi, nhưng mà cái bên cái núm ở bên tay phải lại là dùng để di chuyển. Bình thường mình là di chuyển bằng cái núm ở bên tay trái cơ mà, đúng không? Nhưng mà đây cái núm để di chuyển nó lại nằm ở bên tay phải. Bó tay luôn. Mày bay ra đây cái con này. Anh không có tay cầm Xbox, anh chỉ quen dùng tay cầm PS thôi. Tay cầm Xbox mình không quen. Vừa chỉnh thử rồi không được nó mới là vấn đề đấy. Không chỉnh được nó mới là vấn đề. Còn không là đã chơi bằng tay cầm rồi đấy. Anh điều khiển bằng tay cầm nó quen hơn mà. Ô mát này không có đồ à? Ok, mấy con này thì không sợ này. Ui, không tiêu diệt nó nhanh. Ok. Mày, xong rồi. Một đồng xu. Cái đồng xu trắng hay điểm gì đấy hả các bạn? 6 tầng đầu auto có đồ à? Đây, đồ đây. Lần chơi này có dễ hay không là phụ thuộc vào món đồ đầu tiên này. Cái gì đấy? Hả? Ui, lô teleport. Né ngay. Ui, bắn chả trúng nó ở bên nào kìa. Ây da, ui giời ơi. Ok, hai máu ảo, cũng được. Lừa ai. Ok, hết rồi đấy, đúng không? Rồi mình có đi. Chả hiểu cái này điểm gì. Mà anh có một nhân vật, anh vừa mới chơi game này đầu tiên ngày hôm nay thì làm gì có thêm nhân vật. Cái này dùng để đổi nhân vật á. Ok, đi tiếp luôn nhá, hết rồi đúng không? Tích tiền đi, ok. Quên mất không nhét nhở. Mà có chỗ nhét không? Ôi, con rắn săn mồi lại. Nó to thế. Ngon, con này lại thành ra dễ. Mình cứ đứng ở trong người nó. Có bao giờ nó ngoặt được đâu, đúng không? Mày khéo quá. Nấu đàm luôn chứ còn gì nữa. Tôi cố tình bởi vì tôi có máu ảo. Mày. Ôi trời ơi, sao lại thành hai con này? Mẹ, một con ẻ đã dọn không kịp rồi. Tôi vẫn chiến thắng thôi. Blood Clot. Ui. Cái này siêu ngon này. Đạn máu, tăng thêm sát thương. Ôi đau mắt đỏ. Quay lại được không? Quay lại vẫn được đúng không? Ok.
đóng mắt đỏ, quay lại tích xèng cái. Ok, mình để dành ngày ngày mai chơi là hủy diệt luôn này nhờ. Quả đau mắt đỏ này sắp thương tăng đúng không? Ngon đấy, ngon đấy. Lần này điểm đấy, điểm đấy, điểm đấy. Có tí điểm đấy, có, mình có tí điểm đấy. The Binding of Isaac. Có gì anh em đi qua cho tôi xin follow nha. Phải tìm được đạn sét à? Thôi bây giờ từ từ đã, tôi hãy vào phòng này. Ui giời ơi, thế cũng bị chúng nó chặn chúng á. Mẹ con này nó còn biết né cơ. Cứ một viên xanh một viên đỏ. Ok, được một đồng xu cũng an ủi phần nào. Ê, có chìa khóa này, vào luôn này. TNT. Dùng cái cha ghe này hơn à? Mẹ game này chôn vãi đái ạ. Ôi lại có cái chỗ cần chìa khóa tiếp này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thay thế ngay. Đồ gì nào? Bom đi, Z-Mod để làm gì đâu. Ok, bom nhá. Bom, bom mình đặt nó còn gây được sát thương. Okay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mất máu đâu mà cho máu, mất máu đâu mà cho máu. Ok, thêm một xèng này. Vẫn phải dập lửa các bạn ạ, vẫn phải dập lửa. Bởi vì biết đâu đấy, trong lửa nó lại rơi ra đồ. Ngon. Cái Z-Mod mở full nhân vật. Có thấy mở đâu, mình dùng rồi mà. Úi giời ơi. Này nhìn này, nhìn này. Nổ đấy. Sao không nổ? Ôi giời ơi, lại còn phải bắn vào thì mới chịu nổ ạ. Ơ, cái thằng đỏ kia, thằng đỏ kia đây. À, cục thịt. Ok, xong rồi, rồi. May quá, có máu. Để phá đá ngon hơn à? Ừ nhỉ. Ha ha ha, tôi biết dùng nó rồi. Ngon. Ồ. Ôi giời ơi, nổ tha hồ luôn. Nổ tha hồ luôn. Ê ê ơi, cái bức tường này. Ủa hồi đi. Ủa sao nó mới hồi? Phải qua một phòng mới hồi à? Vào đây nhờ. Vào đây, mình ăn nhiều máu mà. Ôi giời ơi, ngon. Thêm ba con ruồi. À, bốt ẩn à. Đây là một cánh cửa bình thường mà tại sao lại có một thằng nhìn giống tôi như này? Ây à, tao cố tình đấy, mẹ mày. Mày có đạn không?
Mày có đạn để bắn tao không? À, mày. Ha ha. Có cái gì đấy? Vừa được cái gì đấy? Yeah, anh xui rồi. Hết chưa? Chỗ này có đường bí ẩn không? Chỗ này có đường bí ẩn không? Bên phải là cái phòng dưới này à? Đây à, đây à, đây à, đây à, đây à, đây à. Random mà. Đấy, ok đấy này. K1. Trời ơi, tôi nhìn là tôi biết. Tôi nhìn là tôi biết là ở đây có phòng ẩn. À, slot. Ngon. Ôi giời ơi, đỉnh cao công nghệ. X-Lắc không biết là cái gì. Ôi trời, từ, đi kiếm thêm đi. À, nổ chết mẹ ngài đi. Nổ. Ngon, mình xin nhá. Ha 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 ha, hết rồi. Ôi dồi ôi, định làm quả, đặt quả bom đây lấy tiền ra chơi tiếp này. Mỗi tội là không có. Nó không có máy ở đây mới đâu như vậy. Cái máy này phá làm sao ra được. Ok. Mẹ đèn thế, lần này cái máy này nó lại. Thôi rồi, đi ơi, đúng không? Hết rồi đúng không? Mỗi tầng là chỉ có một phòng ẩn đúng không? À, tập trung này. Làm gì có cái máy kia? À, phá cái máy gacha được á? Đau chưa? Lần này tôi siêu mạnh rồi. À, mày điều mấy con này ra cắn tao. Điều mấy con này ra cắn tao. Từ từ, tiêu diệt bọn này đã. Ui dồi ôi, đồng thế, đồng quá rồi. Nhưng mà tao không sợ. No damn luôn. Phải chơi kém lắm thì mới mất máu ở con này đấy. Trời ơi. Xong mày chưa? Ôi, đầu đàm luôn. Bàn mấy nhở? Bàn 2 đúng không? Xi lanh, speed. Tốc bắn tăng. The Binding of Isaac. Ngon, ok, đi luôn này. Giữ lại quả bom này. Kỷ lục của mình là mới đến bàn 4 thôi. Còn phòng ẩn á? Đi lên mất rồi. Cứ tưởng là hết rồi. Ây ạ. Mấy con này bắn khó thế. Ok, một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Ok, hết. Một đồng xu. Cái gì đấy? Nó nhiều cái lạ quá các bạn ạ. À, con này. Ô, máy gì kia? Cái này không nhặt được. Hiến máu lấy tiền à?
Thế thì thôi. Nổ nó đi. Ơ kìa, đang định nổ nó mà. Cái phòng này là phòng shopping đúng không? Phòng này là hình như là phòng shopping. Có nên mở phòng này không? Phòng này là phòng shopping. Mình nghĩ là không cần đâu. Mình đi phòng khác đi. Shopping mình vào làm cái gì nhờ? Ai, ui giời ơi. Bố mày đẩy. Đây từ từ. Đẩy mày xuống hố. Mày anh phải gì vậy? Đã định mẹ rồi. Không sao, kiếm lại máu dễ mà. Cái thằng này nó bắn đến đâu ấy? Nè. Chả lẽ bắt một quả bom để vào lấy nửa giọt máu này thôi. Không cần. Mình trụ được. Rồi ok, mấy con này đơn giản mà. Rồi, xong tôi rồi. Chết ngay hai cháu. Ui dồi, thôi. Thôi, mai luyện lại sau. K2 rồi. Naraka rồi.